giới thiệu đến các bạn cái bộ cầu trước xe lân này, xe chở hàng hoặc là xe tải hàng nặng nhé. Ở đây bao gồm bốt lái này, bốt lái này cao khoảng 80 cm từ vị trí bắt trục đòn ở dưới này nhé. Cái này đánh lái là hết lái nó khoảng gần 5 vòng, 4 vòng rưỡi. Chiều rộng của cây cầu này là 80, thì cái này nó sẽ bắt lên khung xe này, nó sẽ là một cái đòn bập bênh này, không sử dụng nhíp các bạn nhé. Đấy, ở đây cái hệ thống giằng lái của nó đây, thì có một cái thanh kéo vào đây. Các bạn có thể ngồi đằng sau lái đằng trước hoặc ngồi đằng trước lái đằng sau đều được. Vô lăng có đường kính là 40 cm, 39 cm các bạn nhé. Đấy, chọn bộ này thì cân nặng của nó khoảng 43 kg, 5 ốc các bạn nhé, sử dụng bánh 5 ốc, vành 5 ốc, tải trọng thì khoảng 2 tấn rưỡi, 3 tấn đều có thể sử dụng tốt cho bộ này, rất là khỏe. Bên em thì chỉ có loại này là 80 các bạn nhé, nắp bánh sẽ ra 90. Đấy. Đối với những cái dòng xe lăn mini nhỏ ở trong xưởng thì em nghĩ là 80 là đến 90 là phù hợp rồi. Các bạn mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại em để ở trên màn hình nhé.